Phước Huệ Diệu Cát. Tập 7. Truyền thuyết thần bí. Vào cuối xuân đầu hạ, trong Phước Huệ gặp phải đại hạn trăm năm chưa từng có. Nhất thời nước sông khô hạn, đất đai nứt nẻ, vạn vật điêu tàn. Nguồn nước trở thành nguy cơ lớn nhất đối với sinh tồn của người dân ở trấn Phước Huệ. Các gia đình giàu có trong trấn đều lần lượt đi nơi khác tránh khỏi tai họa. Tạ Bổ Đầu, ngươi là phúc tinh của trấn chúng ta, ngươi nhất định phải tìm cách giúp cho ba tánh vượt qua khó khăn. Chuyện thiên tai này, nô tài cũng không làm được. Đệ có thể đi thỉnh giáo cao nhân mà. Cao nhân gì? Cao nhân đã giúp đệ xử án đó. Là sao chứ? Đệ phá án là dựa vào võ nghệ của mình. Võ nghệ này là cha đệ dạy. Hả? Nô tài nhớ ra rồi, lúc nhỏ cha kể cho nô tài một truyền thuyết về Hạng Hán. Nói ra nghe xem. Truyền thuyết rằng rất nhiều năm về trước, trấn Phước Huệ chúng ta cũng xảy ra hạn hán. Lúc đó may mà Nhật Thần và Nguyệt Thần giáng xuống nhân gian, giúp đỡ người dân trong trấn vượt qua khó khăn. Truyền thuyết mà ngươi kể khiến cho ta nhớ tới khi cha ta còn sống cũng từng nói qua loại truyền thuyết giống như vậy. Có điều các ngài không nhắc đến cái gì là Nhật Thần, Nguyệt Thần, mà là nói chỉ cần tìm thấy vị trí tinh hoa Nhật Nguyệt thì có thể tìm thấy nguồn nước. Vị trí tinh hoa Nhật Nguyệt này rốt cuộc ở đâu vậy? Các đệ đi đâu đây? Khởi Ti và cha bạn ấy rồi đi rồi, tụi đệ đi tiễn. Đừng buồn mà, đợi khi hạn hán qua rồi, bọn họ sẽ về lại thôi. Không có nước, chúng ta sinh hoạt sao đây? Đại nhân đang nghĩ cách, hy vọng tiểu cát có thể giúp. Đệ chắc chắn không từ chối. Đại nhân, chuyện liên quan tới Hạn Hán, cha của Tiểu Huệ cũng từng nói qua một truyền thuyết. Mau nói nghe thử. Tiểu nữ nhớ cha từng nói, nguồn nước trong truyền thuyết là căn cứ vào một câu nói sẽ tìm thấy. Nói gì? Tử thử chi nhãn, suốt nhu chi khẩu, dân hổ chi tỷ, cộng thấu kim mang, nhật nguyệt đồng quang. Lệnh Tùng có nói câu nói này nghĩa là gì không? Đây là câu nói của tổ tiên lưu truyền lại, cha tiểu nữ cũng không biết hàm nghĩa của nó. Cùng nói về nguồn nước, mà lại có ba truyền thuyết không giống nhau, trong đó rốt cuộc có liên quan gì hay không? Tiểu Cát à, bạn xem tượng vẽ của Tứ Đại Thiên Dương làm gì vậy? Mình đang nghĩ ý nghĩa biểu pháp của Bắc Phương Đa Văn Thiên Dương. Mau nói cho mình biết đi. Bắc Phương Đa Văn Thiên Dương tượng trưng cho nghe nhiều, chính là những gì mọi người thường nói, đọc vạn quyển sách, đi vạn dặm đường. Đọc sách là thành tựu học vấn căn bản, đi vạn dặm đường tức là du lịch, khảo sát, đi khắp nơi xem. Đọc sách và thực hành kết hợp với nhau mới có thể có thành tựu. Thay vì chúng ta ở đây suy nghĩ, chi bằng chúng ta hãy ra ngoài tìm thử xem. Dựa vào cách nói của tổ tiên đại nhân, nơi cao nhất ở đây của chúng ta chính là nơi có cự ly gần nhất với Nhật Nguyệt, cũng tức là vị trí hấp thu tinh hoa Nhật Nguyệt. Ngưỡng Chỉ Phong. Là ở đây. Huh?
Mọi người qua đây, con tìm thấy rồi. Mọi người xem. Tử thử, Xu Ngư, Dân Hổ. Đây chính là vị trí của nguồn nước trong truyền thuyết. Hả? Linh vị của Nhật Thần, Nguyệt Thần. Tìm thấy rồi, tìm thấy rồi. Thật sự là Nhật Thần và Nguyệt Thần đã giáng lâm ở đây. Truyền thuyết của tổ tiên tôi là thật. Mọi người xem. Xem ra ở đây từng là nơi kỷ niệm Nhật Thần và Nguyệt Thần. Đây cũng chính là vị trí trung tâm của ba tấm bia đá. Nói như vậy, phía dưới này nhất định có nguồn nước. Mọi người cùng nhau đào. Hả? Mọi người ngừng một chút. Tử thử chi nhãn, Xú Ngu chi khẩu, Dần Hổ chi tỷ. Đúng vậy. Nhật Nguyệt Đồng Quang, Nhật Nguyệt Đồng Quang có ý nghĩa là gì? Chúng ta đào thôi. Phía dưới có đồ vật. Đây là Bát Phương Đa Văn Thiên Vương. Sao đệ biết vậy? Bởi vì chỉ có trong tay của Bát Phương Đa Văn Thiên Vương mới đang cầm dù như vậy. Dù tượng trưng cho che đậy sự vật trong thế gian thiên biến vạn hóa, chúng ta học rộng nghe nhiều, đồng thời phải bảo hộ tâm thanh tịnh của chính mình mới có trí huệ, năng lực biết nên dùng thái độ gì, phương pháp gì để ứng phó, xử lý những chuyện thiên biến vạn hóa kia. Ta vẫn cho rằng tìm thấy nguồn nước là tốt nhất. Đại nhân, thứ lỗi cho nô tài nói thẳng, chúng ta đào không có mục tiêu như vậy cũng không phải là cách. Trước tiên ngài phải tìm thấy vị trí thực sự của nguồn nước. Ngươi có thể nói với ta vị trí thực sự của nguồn nước ở đâu hay không? Đại nhân bớt giận, Bát Phương Đa Văn Thiên Vương có nói rằng chỉ có bảo hộ tốt tâm thanh tịnh mới có trí huệ giải quyết vấn đề. Bây giờ chúng ta nóng lòng sốt ruột, đã mất đi tâm thanh tịnh, tự nhiên nghĩ không ra vấn đề ở đâu. Bây giờ đã rất tối rồi, mọi người ai cũng mệt hết rồi. Chi bằng trước tiên về nghỉ ngơi, bàn bạc kỹ hơn nữa. Được. Mình hiểu rồi. Căn cứ vào ba loại truyền thuyết, phía dưới của ngưỡng chỉ phong này khẳng định là chứa nhiều nước. Tuy trên bề mặt địa điểm chúng ta đào không giống, nhưng đào tới cùng nguồn nước của đỉnh núi tương thông với nhau. Đúng vậy tiểu cát à, sao bạn nghĩ được ý này hay vậy? Tối qua mình đọc sách, xem thấy có một cách học tập gọi là một môn thâm nhập. Cũng tức là đem một cuốn sách đọc hiểu, đọc thấu suốt rồi, tự nhiên sẽ thể ngộ được tâm cảnh của Thánh Hiền. Đến lúc đó, đọc những kinh điển khác thì sẽ thông hiểu mọi mặt. Đã như vậy, vì sao lại có ba truyền thuyết không giống nhau chứ? Đây có thể là gì? Năng lực lãnh ngộ, năng lực nhận biết của tổ tiên, của Nhạc đại nhân. Tả Bổ Đầu và Tiểu Huệ đều không tương đồng, lời truyền lại thì cũng sẽ không giống nhau đâu. Đừng quản nhiều vậy nữa, chúng ta đào tiếp đi. Đào thấy nguồn nước rồi, đào thấy nguồn nước rồi.
Hay quá. Huynh nhớ trong tay của ngài cầm dù là Bắc Phương Đa Văn Thiên Dương phải không? Ừ, Bắc Phương Đa Văn Thiên Dương có danh hiệu là Đa Văn, bảo cái tùy thân phòng ngừa ô nhiễm. Danh hiệu của Bắc Phương Thiên Dương là Đa Văn là muốn nói với chúng ta phải nghe nhiều, xem nhiều không? Dạ phải. Đại nguyện hộ quốc, trí huệ chân thật, chỉ có thông qua nghe nhiều, xem nhiều, trường kỳ quân tu mới có thể đạt được. Nhưng trong lúc đa văn cũng phải biết chọn lựa. Ồ, đây chính là hàm nghĩa trong tay Thiên Dương đang cầm dù à? Đúng là như vậy. Trong quá trình tu học, trước tiên phải ngăn ngừa ô nhiễm, đặc biệt là ô nhiễm ở trong tâm, ô nhiễm tinh thần, ô nhiễm tư tưởng và ô nhiễm kiến giải.